Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 12 game. Các bạn của mình phá game đầu tiên nha. Lego Brawl. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ vào game. Let's go. Ninjago. Mình rất chơi, thích chơi map này. Chọn nhân vật ở đây. Chơi nhân vật anh trai đi. Ok, Ninjago đi. Vào Ninjago đi nào. Let's go. Ninjago. Ok. 3v3. Mình phải nhảy thật nhanh để chiếm hữu một anh chàng robot Master Wu. Và team này là Gamadon. Ok, thật nhanh thôi. Được chết rồi, bị chiếm hữu rồi. Nhanh nào. Ok, mình đã lên trên này rồi. Giờ chiến đấu hết. Anh chàng nào vào mình sẽ đập hết thôi. Nhảy lên là chém rồi. Ô, anh chàng dưới kia của mình đang bị đánh rồi. Nên mình chỉ cần bảo vệ chỗ này thôi. Sắp thành công rồi. Ô, vô, vô, vô. Chạy, 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 chạy. Rồi. Bảo vệ nào. Five, four, three, two, one. Okay, victory. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được game thứ hai. Lego Superhero. Rồi, ok và bây giờ thì mình sẽ chọn cô nàng siêu nhân này đi. Supergirl. Có một anh chàng là chuyên đi phá cây. Ta không thể nghe, thậm chí anh ta còn đập đổ cái này rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lên anh ta, bắt anh ta về trở giá. Let's go. Luôn. Không có lần thứ hai đâu. Let's go.
anh ta bị bắt. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ ba. DC Lenker. DC Lenker. Ok. Let's go. Ok. Phát chết luôn. Dám đánh cô gái này à? Wow, láo. Bốn anh chàng này vẫn còn sống cơ. Ok, chuẩn bị gặp boss rồi. Gặp tướng rồi. Mình sẽ đánh phụ trước. Giết một tên phụ đi. Rồi, ok. Oh my god. Ok. Rất là trâu máu luôn. Có lấy xong chết không? Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lova Legacy. Okay, let's go. Rồi, mình sẽ đi theo hướng dẫn của mũi tên này. Gặp một tên số 1. Tiếp tục bắn mấy tên số 1 nào. Let's go. Thank you.
Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ 5, Shadowgun War Game. Đây. Rồi đầu tiên thì các bạn vào trong cái map này và các bạn tìm hiểu cái map này. Sau đó thì hết 25 giây các bạn mới phải đi bắt đầu đi bắn nhau. Rồi mình sẽ tìm hiểu xung quanh map này xem thế nào. Đây thì bị khóa này, đây khóa lốt. Ở đây thì không có gì. Match starting in 5 seconds. Nó ra là bọn quân đội khác ở chỗ trong này. Ok, bây giờ thì mình sẽ chọn anh chàng to béo đi. Let's go. Làm VS làm. Ok. Fight! Everyone stay frosty. Step aside, fledglings! First kill of the match! Đi thôi. Không biết đang bắn nhau ở đâu. You've lost the lead. Hold this for me, will ya? Đây rồi. Cố gắng chiến đấu thôi, làm sao để đội mình phải thắng, không được thua. Let's go. Rất là đông luôn, rất mất một đội của mình rồi. Còn một anh chàng rất là sâu chó, hai người. Ok, mình sẽ chơi cho hai luôn. Ok, let's go. Unstoppable. Oh my gosh, chết rồi. Mạng sức đầu tiên của mình. Quần số rất là đông, sợ thật. Step aside if you wanna live like a
Okay, let's go. Pathetic weakling. Feel my wrath! Out of my way! Can't get off. And stop. Mình phải tạo máu, mình cân được hết luôn. Ok, thắng rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Trifor, Marvel Trifor. Tất cả những siêu anh hùng ở trong trong những bộ phim đều gộp vào trong tựa game Marvel Trifor này. Ok, và các bạn sẽ phải đợi vào game, load game. Đây là một tựa game khá là lặng cho nên nó lag rất là chậm. Ok, let's go. Wow. Anh chàng vào đánh một anh châu thanh châu này, nhưng mà mình sẽ tiêu diệt trước một anh chàng là anh gì. Tiếp tục là tiêu diệt anh chàng này đi. Oh my god. Wow, wow, rất là đau luôn. This story, ok. Giết được tướng coi như là xong. Rồi, và bây giờ thì các bạn cùng mình khám phá tựa game tiếp theo nha. Lego Marvel. Ok, let's go.
Đó, thế thì mình sẽ gọi thêm anh sang lại. Time for some heavy metal. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Wow, nhảy lên trên đó mà không nhảy tới. Wow, oh my god. Đấy nhá, nó phải cho cái tốc độ như thế thì phải nhảy tới chứ nhỉ. Mình không nghĩ là không nhảy tới ở đấy đâu. Ví dụ như này này, bình thường là mình nhảy qua đâu. Ok, đi qua không sao. Một tiến hóa xe khác. Ok. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lego Star Wars.
Dust to Stars, Liu Wei. Classic. Ok, let's go. Mở cái cửa ra nào. Các bạn có thể dùng chưởng hoặc là các bạn dùng kiếm. Đó, chưởng luôn. Đó, không thì các bạn lôi kiếm ra, chém nhau thôi. Xa thì trường, gần thì sẽ dùng kiếm, mình sẽ dùng kiếm của làng chém nhau thôi. Chém rồi. Các bạn cứ đi phá hết xung quanh mọi thứ, làm sao để đủ được cái Lego. Ok, đã đủ. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Lego City. Bắt xe. Ok, let's go. Sắp bắt thành công rồi. Đã bắt thành công. Thank you.
các bạn có thể chơi đường biển. Đường biển thì các bạn sẽ lái tàu. Ok, let's go. Rồi, phải va chạm 5 lần. Ok. Sao mình sẽ len được anh ta. Ok, anh ta đã bị bắt rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Cũng là tựa game thuộc của Lego. Lego Studio. Pac-Man, cho mặc con đen đi. Yeah, booyah. Máy bay. Một chiếc máy bay rất là đẹp. Yeah, booyah. Cất cánh rồi. Yeah, booyah. Rồi, lắp ghép vào. Vào bộ sưu tập. Wow, ok. Tiếp tục, mình sẽ đến với tựa game Lego Batman. It's Batman. As in, I'm Batman. Ok, let's go. Ok, gặp tướng rồi. Let's go. Yeah.
Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.